Vâng, em chào toàn thể tất cả các bác nha. Nay là em về được một con khủng long của hãng Carver BT2004. Thì Carver nó rất là nhiều model, nhưng mà model lớn thì hiện tại thì ở Việt Nam mình đang có là 2004, và những model nhỏ như là 1450, 700 vân vân, rất là nhiều. Và con này thì phục vụ với các bác là các bác nó yêu hàng khủng, cũng như là chơi như dòng robot bot lớn, lo full, hoặc là những con sub 3B full 40, 50 vân vân, thì em này là tê tái nha. Thì em về thì con này về hồi trưa nha, sáng thì tối nay quay chi tiết cho các bác nha. Rất là đẹp nha các bác, nó rất là nặng. Em này chạy hai tăng phô và nguồn riêng biệt. Anh là dạng đèn model và là hai volume và hai quai này. Rất là nặng nha các bác. Anh là một cái tăng phô nằm dưới. Em nó sử dụng hai dây nguồn nha các bác, hai dây nguồn. Cái nắp thì em để ở kia. Con này máy tuyệt vời luôn nha. Đẹp chấm hết nha các bác. Tất cả các vỉ thì mới tinh. Tụ nguồn, hai tụ nguồn to. Có thấy linh kiện của nó rất là đẹp nha. Đây là phần công suất nha, công suất nằm dưới. Đây là phần bù áp nha các bác, bù áp sò nằm phía dưới đây, hai dĩ hai bên. Dòng này thì chạy sò Motorola. Nhưng dòng lớn này thì chạy bù áp nên là cực kỳ khỏe nha. Mình không sợ là thiếu công suất đâu. Như đây là bù áp là phê rồi. Đây là một phần cho mũi vế. Đấy. Mũi tăng phô, hai tụ nguồn, bốn cái tụ phụ. Đây. Những con này các bác sưu tầm chơi với dòng lo lớn, nhà có súp hoặc là những dòng súp điện, súp hơi các bác. Lo full ribe 40 bánh 2 cặp. Nói chung là thoải mái lắm. Đây là hai cái cổng dây nguồn kia nha các bác. Hàng xuất châu Âu nha các bác, điện 230V này các bác. Đấy. Năm nay là hàng về là đường châu Âu hết nha. Nên là rất là tiện mình xài trong gia đình. Những con khủng này thì mình xài điện gia đình nó đầy đủ hơn, không cần phải qua ổ áp nhiều. Bác thì có ổ áp nó nhỏ quá, những con này không đủ tải. Những ổ áp mà nhỏ cơ 1 ký rưỡi thì nó ra 100V thì cũng không đủ tải con này đâu. Nên mình xài điện 220 nó rất là tiện nha. Năm trước về những con này có con 100V, 120 thì cũng ok, nhưng mà phải qua biến áp. Giờ năm nay thì về hàng châu Âu rất là tiện cho mình xài nha các bác. Đường tiếng hiệu vào là đường ba lăng nha. Chậm loa. Có thấy mới tin nha. Rồi các bác nào có nhu cầu thì con sưu tầm con Carver BT 2004 này thì alo cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. Em giao hàng và ship hàng tận nơi.